Rồi, em xin chào tất cả anh chị em. Đêm 12 12 tháng 9 tối hôm nay thì em lên cho anh chị em có một lô mền nỉ, hay còn gọi là mền mền short, mền nỉ, mền giả nha anh em. Thì số điện thoại em ghim trên màn hình và shop em bán hàng toàn quốc, bán hàng ship hàng toàn quốc. Anh em khách cũ thì không sao, khách mới em xin cọc một cái thẻ 50.000, thẻ xài điện thoại anh em ạ. Vina, Viettel gì gì đó, nhưng mà em chỉ xài Vina và Viettel thôi. Thì lúc nào chốt được hàng ta nói chuyện đó ha. Còn cái gì nữa không ta? Hết. Rồi, đây là cái mền nỉ này, hay là gọi là giả nha anh em. Hàng bao chuẩn cấp phát cho anh em nhá. Con này á thì người ta bên lính Mỹ này nó kêu là những cái dòng này lính dùng cho lính xài nhưng mà chống côn trùng, tức là trong cái chất liệu của mền nó có cái tính chất là chống côn trùng, nhưng mà nó có những cái sợi lông lồm cồm này này làm cho những con côn trùng không thể bò vào được khi đang ở ngoài rừng. Con này là mấy con này là lỗi nha anh em. Thông thường mấy con này là 700-800 á, nhưng mà nó lỗi thì em sẽ bán giá lỗi. Con này là màu vàng vàng, màu cổ úa, mấy lũng này. Để em đo chiều dài và chiều ngang cái đó. Thực sự con này rất là bụi á, em đưa về anh em giặt giùm em nha. Em chưa có giặt vũ gì hết mà giặt cái lớp này hơi mệt luôn. Chiều này là 2 mét, và chiều này nữa em là sơ hơi bị mệt đấy. Chiều này là 1m6, 2m và 1m6 nha em. Ở ngay mấy cái góc của nó là bị xích mất khúc, gọi là bị chuột hay người hay gì nhâm mất khúc. Nói chung là có những cái lỗi nha em. Ngay cái thân này này, anh em nhìn thấy không? Đây bị mạng một phát này. Thì ở bên này là nó mạng bằng một cái miếng này. Còn ngay cái giữa mền thì bị dính mấy chấm dơ. Em dơ đâu xa anh em nhìn giùm em nha. Em nhìn thấy mấy cái vết vàng vàng mà. Con này gồm có, nói chung cái mặt bên này á là mặt phải cho nên nó mạng rất là đẹp. Còn chút nữa em lật qua mặt trái nha. Chút nữa em sẽ lật qua mặt trái. Đây có một vết mạng này này. Đây là mặt phải nha em. Mặt trái của nó này, nguyên một miếng vá. Vá như kiểu ép xe á, vá xe Honda á. Đây một miếng đầy tròn tròn tròn, vuông vuông tròn tròn. Con này có nhiều mạng nha em. Cái vết đỏ đỏ này thì giặt ra hay không em không biết này. Đó, con này ta cứ cho là nó bị lỗi nhiều như vậy. Em bán con này là nó là có cái tem ở đây này. Nhưng mà thằng thường là đời trước năm 75 không à. Tem của Mỹ nha anh em. Chút nữa em sẽ cho anh em xem có những cái nó có chữ US nhưng mà lâu ngày rồi nó sẽ mờ đi, và có cái không. Có lẽ. Rồi, con này báo cáo là nó mất chữ US rồi. Con này em sẽ bán 300.000 mã 20. Em cho được 90% nữa thôi nha. 300.000 mã 20. Nó hơi bụi nha bà con. Rồi, con này thì em đưa hai tái đỏ cho anh em xem này. Hai màu khác nhau. Nó màu, có một cái màu giống cái màu của châu Âu á. Ba bật cái quạt ba ơi, bụi kích khủng lắm. Chiều dài và chiều ngang ta khỏi đo nha anh em, vì mền của lính thì số đo nó cũng như nhau à. Em bụi quá, em dăng nhiều, em sợ quá. Hay là anh em cho em đeo khẩu trang nha. Thực sự em bụi em không chịu nổi á. Cho em đeo khẩu trang nha. Xin phép anh em, thực sự bụi không chịu nổi đâu. Bụi lắm. Đấy. Cái này đẹp này. Mấy cái mền này biết sao. Em đo luôn này.
đã bịt được rồi thì em đo luôn. Con này chiều 2 mét. Nó đã của lính thì nó như nhau à, xích xanh nhau tương đối thôi. Cái này là cũng 1m6 luôn. Con này đẹp trai này. Con này đẹp trai nha. Con này chỉ có một chút dơ nhẹ nhẹ ở đây thôi này, nhưng mà cũng có mấy cái lỗ lăm tăm xíu xíu nha anh em. Đây có một cái lỗ tăm nhỏ tí tí này, tức là con này vẫn có một vài cái lỗ tăm nhỏ chích chích. Đây có mấy cái lỗ này thì chưa có mạng này anh em. Quan trọng em tìm ra cái chữ US nó không có. Đây, đây có một cái lỗ này. Rồi, con này thì nhìn thì đẹp trai đấy, nhưng mà vẫn có bị lúng á. Nó có thể phát sinh ra một vài lỗ nha nhé. Con này em bán là 600.000 mã 16. Con này lúng rồi ba ơi, vớt lại đi. Con này lúng nhỏ lắm tâm đầy mà chưa mạng thôi chứ. Con này em bớt lại nhá, 300.000 thôi. Mã số 16, 600 mà giờ bớt xuống 300 này. Tức là con kia nó mạng mình nhìn thấy được, con này nó không mạng thì mình vẫn nhìn thấy được. Đây đây mấy cái lỗ nhỏ nhỏ như thế. Bán mạng luôn. Để em tìm coi có chữ US nào không nào. Không có. Nó mất rồi. Đi du lịch rồi anh em ơi. Đây, giảm rồi. Rồi, 300 mã 16 nha anh em. Bán xệ, bán sổ, bán rẻ luôn. Vì đi chỗ khác với lại bụi lắm. Còn cái này này, cái này là dòng, nó cũng là mền, nhưng mà cái dòng này nó hơi, nó không có lông xù xù nha anh em. Con này là nó không có lông, nhưng mà chất vải của nó thì rất là mềm. Con này là dạng này là nó mướt nè. Cái này anh em biết không, thử may á. Ai mà thử may rất thích cái này này. Đặt làm cái bàn để ủi á, cái chất vải của nó lì và nó làm cho cái đồ mình ủi nó đi rất là thích luôn. Đấy, con này em phải đo nha. Con này màu nó hơi khác hai con này. Con này là màu nó hơi khác hai con này ấy. Đó, ba màu đấy ha. Ba màu nó khác nhau. Em coi có chữ US không à. Nó lâu năm là nó mất chữ US à. Rồi, mất chữ US rồi anh em ơi. Mất tiêu. Mất mà cũng không có tem nữa luôn. Thông thường là nó hay có một cái tem giấy. Chắc chắn là like cả lô này thế nào cũng có. Cái này số đo mình khỏi đo luôn ha nhé. Nó cũng như nhau à. Có một vết dơ nhẹ nhẹ này. Dơ này về anh em giặt, nhưng mà em bao cho anh chuẩn. Anh em chuẩn là hàng cấp phát của lính nha. Nếu như mà không phải là trả lại cho em. Rồi con này đẹp. 96-97%. Con này em bán 600.000 mã 14. 600.000 mã 14. Cái dòng mền này anh em này, có những cái nó thuộc về quân y, có những cái thuộc về từng binh chủng, nó khác nhau ha. Đây, còn con này thì có một cái tem như thế này. Đó. Và con này thì có, đây, cái con này thì, con này thì nó cũng giống cái con vừa mới like thì nó có cái tem này. Vì nó rụng mất thì, con này thì em đọc luôn nha. Con này đời bao nhiêu thế? Anh em dòm giùm em cái tem này. Anh em nhìn thấy tem không ạ? Tem mà còn cầm ngược nữa. 100 won đời 80. 100 won đời 80 nha anh em. À, tất cả là đều có những dòng chữ của nó trên màn hình ha. Quan là chất liệu của nó rất là mịn màng luôn. Nó như những mấy cái quần mà quần thế chiến, quần bố, quần ấy gì á, quần nỉ á,
áo giả rất là đẹp. Cái dòng cái con này thì có một đường nối ở đây, nó nối là đường riêng của mền này, giống như mền biệt kích thì anh em vẫn có một đường như vậy mới là chuẩn biệt kích nha. Còn nói chung mấy cái mền này chắc chắn nó sẽ bị lọt một cái con này thì có một cái chữ US này, nó cũng mờ mờ rồi, em nhìn thấy chữ US không ạ? Đấy, US. Rồi, con này chắc chắn sẽ có lỗi, lỗi 1, 2 lỗi hay không thôi. Đấy, chỗ này em phát hiện ra một cái lỗi này. Đây, đây, nó bắt đầu xước xước nha bà con. Nó bắt đầu lủng một lỗ nhẹ nhẹ. Con này em sẽ bán giá 600.000. 600.000 em bớt lại, hồi nãy em bán 750, nhưng mà bây giờ phát hiện ra một lỗi lủng thì em bán 600.000 mã số 10. Ai sưu tầm mền nha anh em, sưu tầm mền nha. 600 mã số 10. Mấy cái dòng này anh em biết không, trước năm 75, vào năm 75 thì mền này bắt đầu ra đời. Mà thời đấy năm 75 là Việt Nam đang còn chiến tranh, thì mền này á, có con này đá lắm này, như giá luôn, nó nặng luôn anh em ạ. Thì nếu mà nói của nước khác, lúc đấy là Việt Nam đang quân đít đánh nhau, có nước Tập Cận Bình đang yểm trợ Việt Nam mình, cho nên là lúc đó hai nước, đặc biệt hai nước không có mặt trong cái này, có đồ của Mỹ mới có thôi. Rồi cái tem của con này thì nó hơi mờ, gọi là lâu năm rồi. Con này đúng đỉnh luôn, nhưng mà lỗ tâm quá trời. Con này chắc thập niên gọi là chiến tranh Triều Tiên luôn á, thập niên chiến tranh lần thứ nhất chứ không còn chiến tranh lần thứ hai nữa đâu. Con này nhiều cái lỗ lâm tâm nha anh em, nhưng mà chất vải của nó rất là nặng. Em diễn tả như vậy để anh em hiểu được cái con này nhá, nhưng mà nó có nhiều cái lỗ lâm tâm này. Em cho anh em xem cái chất vải của nó này, nó nặng à, nó đi này, em cầm là nó đi cái áo này. Ai thử may nên tìm một cái tấm này. Rồi con này em sẽ bán là 300.000 mã 11. Con nào mà lủng nhiều là cứ bán 300.000 nha anh em, còn mà thông thường đẹp là em bán 700-800 hết rồi đó, không có cái giá này đâu. Con này có chữ S không thì để em bung ra em coi nè. Nó rất đẹp, con này em nói thiệt, mà may lên một cái áo vest hay một cái quần rất là đẹp, nó đứng vải anh em ạ. Cái chất liệu này nó rủ á, nó rủ cái quần với cái áo của mình ấy, nó nặng trĩu xuống rất là đẹp, không có chữ S nha. Em mang khẩu trang mà mũi nó bay quần quật đây, như kiểu nó đi du lịch ở đây á. Rồi tiếp con này, con này màu vàng, màu cổ úa nha anh em. Con này cũng lủng rất là nhiều lỗ luôn, mấy cái lỗ lâm tâm như thế này này anh em, dòm mấy cái lỗ lâm tâm này. Ai chấp nhận được khoảng chốt nha. Em là bán cái này là lỗ, bán lỗ luôn, không có phải bán lời nữa mà bán lỗ luôn, vì mình khui ra mà thích sưu tầm. Thực sự em là rất thích hàng sưu tầm, cho nên mới lấy hàng này thì nó lại ra như thế này. Sưu tầm mình lâu năm quá này thì nó thành lỗi quá. Con này báo cáo anh em, có nhiều cái vết dơ này, anh em nhìn kỹ này. Lũng này, nhìn vậy là anh em nhìn thấy lũng à? Em lẳng lặng là nhìn thấy em sao này. Còn tem của nó này, tem này không đọc được gì nữa hết.
Rồi, con này em sẽ bán với giá là, nói chung mấy cái này đắp men đi vô tư, vừa sưu tầm vừa đắp. Con này là 300.000, mã 12. Em phải sửa lại vì viết là 350. 300.000 mã 12 nha nhé. 300.000 mã 12. Tiếp một con này nữa này. Trời ơi, mấy con này thì có những con màu này luôn này, màu nâu. Em lên con này ha. Con này á, là em quên mất cái tên rồi. Nó có những con áo của thằng nguyên một con áo giả luôn này. Nó làm to như con nổ Maracanh á. Nguyên một con áo nha. Nó may thành một con áo. Ai mà sưu tầm con này về treo trong cái phòng đồ của mình á, thì treo sưu tầm lên ha. Trong này nguyên một cái dây này, cái áo này gọi là áo, áo này rất là giá trị nha anh em. Áo cái gì mà nó chuyên đi, nói chung là cái dòng này em quên tên rồi. Nhưng mà nói về con này là phải hàng sưu tầm mới là đúng, mới là chuẩn, chứ không phải là hàng tào lao. Phải biết tên mới nói được. Em quên mất tên rồi. Nhìn những cái móc của nó này. Có những con mà bịt khẩu trang khó nói quá. Có những con nó bẩn thuộc về vùng châu Phi á, thì lại nó dày như áo mưa. Còn con này thì lại dạng áo nỉ. Mà quên mất tên này. Rồi, con này ai chốt 600 giùm em. Mã số 5 ạ. Con đó là hàng hiếm á. Em để em search lại Google, bởi vì em có đây này. Em cho anh em xem cái cuốn sách em học từ những, không phải là bằng mồm bằng miệng học tào lao đâu anh em. Phải học qua sách vở như thế này này. Bây giờ mà dỡ cái này ra thì để em tìm nói. Thực sự nó phải dùng dịch chứ không có. Đây cho anh em xem những cái trang sách của nó này, chứ không phải là hàng đơn giản đâu. Để em tìm nào. Giờ tìm chắc hơi lâu rồi. Em phải học qua sách vở. Đây. Cái dòng lúc nãy là nó giống dòng này luôn này. Cái dòng này á, là áo của nó là đi cứu hỏa. Rồi cái dòng áo của châu Phi nữa. Nói chung là nó nhiều. Bữa nào em rảnh em sẽ dịch qua sách này á. Dịch qua sách này cho anh em xem. Không phải sách sách thường thôi nha. Bữa nào rảnh à, ai mua con đấy thì lúc nào em có dịp em sẽ sụt trong sách này ra, em dịch ra nó là tác dụng như thế nào. Rồi em lên tiếp cái mền này nha em. Em bịt cái khẩu trang nó khó nói quá. Cái mền này thì nó lủng một lỗ này. Đây là lủng một lỗ nha. Con này có một cái tem đây. Đấy, có một cái tem đây. Tem này nó có ghi được vẫn đang còn chữ á. Con này đang đọc được nha bà con. Đọc được chữ nào mình đọc chữ đấy. Con này là 42-11. Con này nó không có ghi đời đâu á. Đây anh em đọc được không? Đang còn nguyên vẹn nha, đang đọc được. Nhưng mà nó không ghi đời. Mền thì màu rất là đều, màu và đẹp nha anh em. Chỉ có cái là anh em có chấp nhận bị lủng không? Đây có một lỗ lủng và đây có một lỗ lủng. Tức là trên này có hai cái lỗ đây rồi á. Rồi, đẹp lủng mà thôi. Chốt cho em 400.000 mã 13. 400.000 mã 13.
cái mền này nó không có, cái này anh em mà đi rẫy á là đúng bài, vì cái này là côn trùng nó không vào như sâu rộm này, rồi các loại côn trùng bằng chân nó không có bò vào, rắn rít không có bò vào ha. Nói chung là Mỹ nó có những cái mình không biết được. Cái chất liệu này thì mềm, mềm mỏng nha anh em, không có dày. Con này thì lủng lỗ lắm, tâm nhiều lắm. Đây, đây có một lỗ này. Đây có một lỗ này. Đây có một lỗ nhỏ xíu xíu thôi. Nó nhỏ chích chích. Đây có hai ba lỗ nhỏ nhỏ nha anh em. Đây lỗ này to này. Ba ơi. Nhưng mà mền đều màu và đẹp nha anh em. Đều màu ha. Rồi, con này em bán 400.000 mã số 9. 400.000 mã số 9. Này like cho biết. Mã số 6 này em like chứ ta. Con này hồi nãy số 6 em like chưa anh em ơi? Ba ơi. Ba. Trời ơi bụi khiếp khủng anh em ơi, nó bay lừng lừng à. Nó bay như phải bay á, như côn trùng bay á. Con này thì lủng lỗ lâm tâm rất là nhiều nha anh em. Nói chung là lủng lỗ nhiều thì em bán 300.000 mã 16 này. Em quay đầu xa anh em dòm nha. 300.000 mã 16. Mấy cái lỗ lâm tâm nhỏ 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 nha anh em. Ai mà không khó tính thì chốt được, chứ còn mà khó tính thì hai cái này chốt rồi, đọc rồi. Ba nghe điện thoại cái ba đi. Mà chốt đây, gọi đây đâu á. Nhưng mà bùi lấp ra ngoài đi. Rồi tiếp một con này nữa anh em. Con này màu ô liu này. Con này cũng có lỗ á, lủng lỗ á. Một lỗ, hai ba lỗ, lỗ đầy anh em ơi. Lỗ lâm tâm đầy màu ô liu nha. Con này em bán 400.000 mã số 6, em không có review hết được, ai chấp nhận thì chốt thôi nha. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà nó lỗ lâm tâm đấy. Đây anh em dòm này. Anh em dòm thấy không? Đây này. Nó nhỏ nhỏ đây á, con này không có chữ mà cũng không có tem luôn. Nó bụi quá cho nên em không muốn review kỹ nữa rồi. Tiếp con này màu cắt vàng. Con này 350 mã số 4. 350 mã số 4. Lủng hết nha, có lủng hết. Chụp vào là nhìn thấy trăng sao hết á. Rồi, con này lủng nhưng mà ít hơn này. 350. Tiếp con này dày nha anh em. Con này dày nè. Nhưng mà nó bị dơ ở đây rồi. Nó bị dơ ở trên này nè. Con này thì chưa thấy lụng đâu hết. Chưa có thấy lụng gì hết mà thấy dơ. Con này 500.000 mã số 3. 500.000 mã số 3. 500.000 mã số 3, con này cũng không thấy tem gì nữa nha anh em. Con này cũng mất tem. Mất tem, 500.000 mã số 3. À, số 3 hay số mấy? Đọc số mấy quên mất rồi. Tiếp con này màu ô liu nha anh em. Con này sao nhìn đẹp không biết. Con này nhìn đẹp lắm. Đẹp trai vô cùng, chỉ có một chút dơ ở đây nhẹ nhẹ thôi này. Một chút dơ nhẹ nhẹ thôi anh em ạ. Con này nhìn không thấy vết lủng nào hết á. Mã số mấy anh? Nhìn đẹp nha anh em. Người ta chốt anh con này nhìn rất là đẹp.
không phát hiện ra một cái vết lủng nào hết, chỉ có một vết dơ này thì giặt ra thôi. Con này em sẽ bán 600.000. 600.000. Mã số 2. Màu ô liu. Tiếp một con này có úa nhưng mà nhẹ nhẹ hơn ha, gọi là màu có úa. Con này thì 300.000 mã số 1, 300 là anh em biết có lỗi rồi ha. 300 là sẽ bị lủng rồi đó. Wow, một lỗ như con bò. Đây em sọt nguyên cái chân. Một lỗ nằm giữa. May vào một cái tem US là được. May một cái tem thôi. Rồi xong. Con này mà có 300.000 may cái tem thành cái mền hung lũng là hơi bị ngon luôn. Rồi, tiếp một con này, màu này không phải có úa mà nó vàng vàng anh em ạ, màu như kiểu vàng cát ấy. Đó gì ông này ông sơn ông dập lên đây luôn, khỏi cần viết tem này. Đọc được cái chữ gì không trời? Chữ này là mút khít luôn. Ủa mình ăn về à? Nguyên một cái miếng sơn, ông sơn lên ông viết luôn này. Ừ, con ra đi bụi lắm con. Đi đi, đi ra ngoài bụi lắm. Con này thì giá của nó là 500.000 mã 15. Đây có cái tem này. Anh kêu tìm á, tìm cho anh hồi nãy chụp hai cái áo cho anh đó. Con nó bự lắm. Con này thì không thấy lủng rách gì hết anh em ạ. Mình ăn đi ra ngoài con. Mẹ mà thử không được con còn đứng đó. Con này cũng có bị dơ và lủng một lỗ nhẹ nhẹ anh em ạ. Có một lỗ nhỏ xíu xíu đây này. Nhỏ xíu xíu. Em bớt cho anh em á. Con này 400.000 mã 15. 400.000 mã 15. Có những khi mền bông Soleil về rồi mền đẹp quá. Rồi đi ra đi. Đi ra ngoài mà ăn. Trời ơi là trời. Rồi con này cũng màu như vậy luôn nhưng mà nó cũng lủng một lỗ anh em này. Con này vào mùa đông ấm lắm nha anh em. Con này chỉ đắp vào mùa đông thôi nha. Mùa hè không đắp được anh em. Mùa đông. Mùa đông đắp con này thì cực ấm. Anh em không bao giờ được đắp vào mùa hè ha. Mùa hè con này mà đắp là mồ hôi tướt luôn. Mùa hè chỉ có bông Soleil thôi. Rồi 500.000 mã 17 ạ. Con này lủng một lỗ. Bán 400 đi chứ. Trời luôn. 400 nha anh em. Tiếp một con này nữa. Thực sự là bung ra hồi rồi xếp lại chết cam luôn này. Con này cũng đẹp mà lủng một lỗ đây. Con này mất thịt luôn nha. Con này tất cả là đều đẹp. Nó có thể là phát sinh một vài lỗ nha bà con. Bà con có chấp nhận được thì chốt nha. Ở cái viên này nó bị mất một miếng thịt này. Vì em bán cái giá này gọi là giá giá đi siêu khoai luôn rồi đó. Rồi 400.000 mã 18. 400.000 mã 18. Còn hai cái nữa hết này. Một cái này là 500.000 mã số 8. Màu ô liu. Nãy giờ không thấy cái chữ S nữa hết. Đây nó lủng một lỗ nha. Em dán để báo lỗ này. Con này nó sẽ phát sinh ra tầm mấy lỗ lăm tăm nhỏ nhỏ nha anh em. Em không soi hết được.
có những cái lỗ lâm tâm nhỏ nhỏ như thế này nó sẽ có nha. Rồi một con cuối cùng là 400.000 mã số 7. Like cái này xong là coi như khỏi ăn cơm luôn á. Hít này là no luôn. Ở đây lũng một lỗ nó mạng này này. Ở đây có một đường ngang nha nhé. Đường ngang rin nha. 400.000 mã số 7 này. Trong này cũng có lũng một vài lỗ nhỏ à. Chất vải này rất là mịn nha nhé. Mịn và nặng. Anh em thấy mấy cái quần bố hồi xưa không? Mấy cái bao bố hồi xưa không? Nó như vậy ạ. Rồi 400.000 mã số 7 nha em. Có được mở khẩu trang ra không rồi? Trời ơi nó bay khủng khiếp đầy đây. Em không dám mở luôn á. Em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Và ưng cái nào alo cho em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Buồn quá.